Chiều 9 tháng 11, đại diện người phát ngôn Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ Giàng Xeo Mình 1989, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Khuya 8:11, Mình mang theo con dao tìm đến nhà mẹ vợ là bà Giàng Thị Xoan 1963, trú tại thôn Làng Có Ba, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Tại đây, gã thanh niên dùng dao chém tới tấp vào vùng cổ khiến bà Xoa tử vong tại chỗ. Sau khi chém bà Xoa, Mình tiếp tục lao vào chém em vợ là Ly Xeo Dế 2005, nhiều nhát khiến Dế bị trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, chưa rõ tình trạng sức khỏe. Gây án xong, Mình về nhà tại Tham Bon, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên lẩn trốn cho đến khi công an vào bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định, Mình kết hôn với Lý Thị Du con gái bà Giàng Thị Xoa, do mâu thuẫn vợ chồng nên năm 2017 chị Du đã bỏ nhà đi làm thuê. Sau nhiều lần thuyết phục vợ nối lại tình cảm không thành nên sinh bực tức, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến hành vi gây án của Mình.